Chống tham nhũng tiêu cực, doanh nghiệp không thể đứng ngoài cuộc chơi. Để xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, liêm chính, bên cạnh chủ trương của nhà nước, doanh nghiệp cũng cần nói không với tiêu cực, tham nhũng. Công tác phòng chống tham nhũng vẫn cam go. Mặc dù số doanh nghiệp phải trả chi phí không chính thức đã và đang có chiều hướng giảm. Tuy nhiên, báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCI năm 2023 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI công bố vẫn cho thấy năm 2023 có 33,3% doanh nghiệp phải chi trả chi phí không chính thức. Nếu so với mức 42,6% của năm 22 thì con số 33,3% đã giảm đáng kể. Còn nếu so với mức 66% của những năm 2015, 2016 hoặc con số cao nhất là 70% của năm 2006 thì tỷ lệ doanh nghiệp cho biết phải trả chi phí không chính thức của năm 2023 là thấp nhất. Điều này cho thấy nỗ lực phòng chống tham nhũng của Đảng, Chính phủ và chính quyền các cấp đã đạt được kết quả rõ rệt. Cùng với đó, gánh nặng chi phí không chính thức đối với doanh nghiệp năm 2023 tiếp tục đa giảm. Cụ thể, năm 2023 chỉ 2,5% doanh nghiệp cho biết phải chi trên 10% doanh thu cho khoản chi không chính thức, trong khi năm 2022 là 3,8%. Gánh nặng chi phí không chính thức này đã giảm liên tục từ năm 2017 với 7,5% và đã giảm hơn 4 lần so với 10 năm trước đây. Tuy vậy, một thông tin vẫn rất đáng suy ngẫm, đó là quy mô chi phí không chính thức của năm 2023 vẫn ở mức cao với 86%, dù đã giảm từ con số 88,9% của năm 2022, nhưng lại tăng ấn tượng so với mức 13% của năm 2006. Đặc biệt, vẫn có 69,9% doanh nghiệp phản ánh còn hiện tượng nhũng nhiễu khi giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp trong năm 2023, dù chỉ tiêu này có giảm từ con số 71,7% của năm 2022. Tỷ lệ doanh nghiệp có chi trả chi phí không chính thức trong một số lĩnh vực của năm 2023 có tăng so với năm trước đó, như đăng ký kinh doanh, thanh kiểm tra môi trường nói riêng hoặc trong thanh kiểm tra nói chung. Đây là dấu hiệu cho thấy công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực vẫn rất cam go, đòi hỏi các cơ quan có thẩm quyền cần kiên trì và đẩy mạnh toàn diện các nỗ lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian tới.